Rồi, hello chào anh em nha. Chiều nay lên tiếp cho anh em cục máy City 100 Honda. City 100 Honda đời đầu nha anh em. Đó, cục này tình trạng đẹp, zin như hình nha. Mình bán bao zin không lay động. Anh em có nhu cầu liên hệ mình nha. Cục này mình bán cho anh em giá 3.9 nha. Đây cái nắp lửa. Qua lăng nắp lửa đẹp nha. Máy đời Honda, đặt chữ Honda nha. Anh em có nhu cầu liên hệ mình. 0933996332. Máy bán bao zin không lay động nha. Đúng máy đã xe kho Đa Liêm Hàn Quốc về. Đó. Cũng dòng tải nè, điện đẹp. Qua lăng mâm điện là đời đen đẹp. Lòng sơn zin, đầu màu đẹp luôn. Nắp thì cũng sơn zin đồng bộ nha anh em. Cái con này đời bên đây là nó có chữ Đa Liêm, còn bên kia là chữ Honda nha. Đó. Máy này mình bán cho anh em giá 3.9 nha. Chắc máy zin đẹp như hình nha. Mã đầu CTA1. Thành sao hàng vậy nha. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ mình. Máy rất là đẹp, chất máy đẹp nha. 0933996332 nha. Giá là mình bán cục này là 3.9 nha anh em. Đó, anh em nào cái máy City nắp Honda thì alo mình.